nên buông bỏ hay chờ đợi để hàn gắn mối quan hệ này. Đây là thông điệp dành cho những bạn đang thắc mắc không biết lựa chọn là nên đợi hoặc là tiến tới với người khác. Và đây là thông điệp của vũ trụ, do đó các bạn sẽ chọn thông điệp phù hợp với năng lượng của mình. Và mình chỉ nói theo những điều cần nói, chứ không phải nói theo những điều bạn muốn nghe. Và hy vọng các bạn tiếp cận trải bài một cách tích cực và cởi mở nhất. Và sau đây mình xin kết nối với năng lượng với các bạn. Xin kết nối năng lượng với vũ trụ và kết nối năng lượng với các bạn đã chọn xem tụ bài này. Lá bài đầu tiên, các bạn có lá bài 10 gậy. Lá bài kế tiếp, các bạn sẽ có lá bài The Emperor. Và lá bài cuối cùng, các bạn có lá bài nào ta? Một lá bài cuối cùng dành cho các bạn có Justice, cân bằng, công lý. Và sau đây mình xin giải trải bài cho các bạn. Và trong trải bài này, các bạn đứng trước hai lựa chọn là buông bỏ hoặc là tiếp tục đi tìm mối tình khác. Lá bài đầu tiên sẽ đại diện cho quá khứ, đó chính là mối tình bạn cần phải buông bỏ. Hãy xem cái năng lượng buông bỏ có hay không nha các bạn. Khi mà hình ảnh lá 10 gậy này xuất hiện, chứng tỏ là các bạn đã phải đấu tranh cho cuộc tình này rất là nhiều rồi. Và bạn đang gần tới đích rồi, nhưng bạn lại không thấy đích. Kiểu như là mình đã cố gắng rất nhiều cho mối tình này, mà sao nó cứ mịt mù gì đâu, không biết có tiến tới mối quan hệ cam kết hay không. Tại sao họ cứ làm tổn thương mình hoài à? Bạn đã hoàn thành mọi cái trong giai đoạn khó khăn nhất của cuộc đấu tranh cho mối tình này rồi, mà tại sao nó cũng không được vậy? Một cái gánh nặng, một cái trách nhiệm, một cái nghĩa vụ, một căng thẳng đến kiệt sức luôn. Cứ đấu tranh mãi cho cái mối tình này, hết chuyện này tới chuyện khác. Trong mối tình này, bạn cảm thấy hình như mình trách nhiệm đối với mình không à. Mình cứ cho đi mà mình không nhận được là gì hết. Nhiều khi làm cho bạn bị mất kiểm soát, khiến cho bạn cảm xúc mình không được có control, tức là điều khiển cảm xúc không được tốt, khiến cho những cái đau khổ, những cái không sung túc, những cái không hạnh phúc nó chen vô cuộc sống tình cảm của hai bạn. Nếu như cái thời điểm đó, bạn biết cách sắp xếp là thứ tự ưu tiên cho mình trước, giải quyết những cái vấn đề cỏn con đó theo một cách rất là dịu dàng, một cách rất là ân cần, khéo léo hơn, thì mọi chuyện nó sẽ thỏa mãn cho cái sự tiến tới cái mối quan hệ cam kết cho các bạn rất là nhiều. Bởi vì trong cái tình cảm thì cách mà mọi người đang cố gắng đổ dồn trách nhiệm cho bạn để mong muốn cái mối quan hệ được duy trì như vậy, tội cho bạn dữ lắm. Nó trở thành một cái gánh nặng, đến một lúc nào đó bạn phát hiện ra rằng không có gì là đủ mà để hoàn thành cho cái mối tình này hết. Bởi vì bài học của lá bài này mong muốn là cái người đó phải biết nên biết chừng mực, và bạn là phải biết ưu tiên và hiểu rằng là mình không thể nào giải quyết được tất cả cái vấn đề trong mối tình cảm. Có những việc phải buông bỏ, có những việc phải nhường cho người ta làm, gánh nặng này phải được chia sẻ, sự cho và nhận phải được cân bằng giữa hai bên. Và ở đây có thêm một cái trường hợp nữa là gánh nặng về tài chính có thể đè nặng lên cái gánh vác của cả bạn và người đó, khiến cho hai bạn khó mà có thể lãng mạn được. Cái sự căng thẳng này khiến cho cuộc sống tình yêu của bạn và họ trở thành một gánh nặng. Thay vì là có thể giúp đỡ nhau, gánh vác công việc lẫn nhau, thì các bạn lại ngại yêu cầu giúp đỡ hoặc ôm đồm hết tất cả mọi thứ. Nếu như lúc đó mà các bạn có thể làm dịu đi cho những lo lắng của mình á, hoặc của người yêu mình á, thì hai bạn có thể là có cơ hội gần lại nhau rồi bạn. Bởi vì tình yêu được xây dựng qua cái việc mình tạo giá trị, mình giúp đỡ lẫn nhau, mình hy sinh cho người kia và người kia cũng hy sinh cho mình. Đó là lúc mà hai bạn sẽ phát triển tình yêu rất là nhiều. Mối tình của hai bạn trong nhìn có thể là hai bạn rất là xứng đôi, có thể tiến tới kết hôn, cam kết. Nhưng mà chúng ta chỉ đón thôi. Tại cái thời điểm đó hình như là bạn hoặc họ bị gánh nặng rất là nhiều rồi, mà không biết rút gọn gánh nặng mình xuống để cho hai người cùng san sẻ với nhau. Và ở đây nó có một cái bài học dành cho các bạn, đó chính là dù tình huống nào đi chăng nữa, dù có gánh nặng về tài chính, dù bạn có cho đi quá nhiều, cái việc này mà không được xử lý bằng những cảm xúc thật sự của hai bạn
thì những cảm xúc này nó sẽ khiến cho trở thành oán giận và hai bạn sẽ từ từ xa nhau. Và các bạn bây giờ xa nhau rồi mới hỏi mình là có nên buông bỏ hay tiếp tục không. Thật sự lá bài này nói là các bạn đã bị gánh nặng lúc đó quá là nhiều rồi. Và các bạn chỉ buông bỏ thực sự nếu như các bạn biết tập trung vào ở hiện tại và tương lai. Còn bạn đang vật lộn với sức nặng của quá khứ, của những cái mối tình lúc trước thì bảo đảm các bạn cũng không tiến được đâu. Nếu là bạn, hãy đặt cái những cái gậy đó, những cái gánh nặng này xuống đi để đảm bảo là mình có thể bước vào mối quan hệ khác. Tuy nhiên cũng phải đợi lá bài thứ ba mới giải thích được là có nên buông bỏ hay là tiến tới người khác, là lá bài thứ ba sẽ quyết định. Và sau đây là lá bài thứ hai, một lá bài nói lên lý do mà các bạn phải nên chờ đợi cái người này là gì. Thì ở đây chúng ta sẽ có lá bài The Emperor. Khi lá bài này xuất hiện thì chứng tỏ là cái người này có tình cảm đặc biệt dành cho bạn. Và bạn có thể cảm thấy cái người này họ nắm quyền thiết quân lực quá. Họ rất cứng nhắc, họ ngột ngạt khiến cho bạn không thể chịu đựng được. Bởi vì bạn có thấy là cái người này hình như là họ cố tình tạo ra luật lệ bởi vì họ thích sống trong luật lệ. Họ muốn cho bạn sống tốt hơn, sống nghiêm túc hơn. Bởi vì cái người này thuộc dạng người truyền thống các bạn. Họ muốn cho bạn thấy rằng cái việc lợi ích của việc sống đúng, sống logic và sống có cấu trúc đó, sẽ vượt trội hơn so với cái gì mong muốn và cảm xúc nhất thời của chính bạn. Và do họ mang một năng lượng tối cao của một vị vua, do đó ở đây có sự kiêu ngạo và sự tự tôn rất là nhiều. Chính cái điều này chính là điểm yếu của họ trong tình yêu. Cho dù họ có tình cảm đối với bạn đi chăng nữa, cách họ quan tâm của bạn cũng rất độc đáo. Họ sẽ không có tìm cách để mà thổ lộ tình cảm của mình đối với bạn đâu. Họ rất là cẩn trọng, họ âm thầm và lặng lẽ. Nhưng mà cái cao ngạo của họ khiến cho họ không có thể hiện là họ yêu bạn. Họ biết giữ cảm xúc của mình lắm. Tuy nhiên mà để nói về cái tính chung thủy và ổn định thì họ thực sự là chuẩn mực cho đạo đức và truyền thống. Và bản thân cái người này mà khi mà đưa ra quyết định rất là kiên quyết, không khoan nhượng, mà cái quyết định của họ đưa ra không có ác ý hay trong tình trạng tức giận, mà thay vào đó họ đã suy nghĩ một cách rất bình tĩnh bởi chính kinh nghiệm và thành tích mà họ tích lũy từ hồi xưa giờ rồi. Họ nói được là được, không là không, chứ không có lấp lửng giữa hai bên. Thật ra bản thân người này họ rất là nghị lực các bạn, họ có trí tệ lắm. Nhưng mà họ lại biết là họ là một cái người không có thích tranh cãi, không có thích xung đột. Mà họ là một cái người tâm lý rất là phức tạp và cảm xúc suy nghĩ thuộc người hướng nội á. Cho đó khiến cho họ trở nên khô cằn rất là nhiều. Nhưng mà khả năng người này nhân từ tốt bụng và phán xét hơi bị nghiêm khắc. Do đó bạn cảm thấy là hình như là mình mệt mỏi trong mối quan hệ này quá rồi. Bởi vì bạn mang năng lượng của tình yêu, bạn yêu nồng cháy mà người này cứ thờ ơ, khiến cho bạn cảm thấy mệt mỏi lắm. Mà hồi trước bạn cũng bị hun hút bởi tính kỷ luật và logic này mà. Bởi vì bạn bị hun hút từ cái này. Tuy nhiên mà các bạn cảm thấy là họ càng ngày càng khó với bạn đó, làm cho bạn mệt mỏi á. Mà bạn biết không, cái năng lượng của người này là năng lượng của sự kiên định rất là bền vững. Do đó nếu như bạn kiên nhẫn và bền bỉ á, thì chắc chắn cái mối quan hệ này sẽ phát triển. Và dấu hiệu mà để các bạn chờ đợi người này thực sự là có nha. Bởi đây là một lá bài cho thấy là đây là một mối quan hệ có thể tiến rất bền vững và lâu dài. Một người trách nhiệm và biết đúng vai trò của mình trong mối quan hệ, chắc chắn là hai người sẽ đi cùng nhau mãi mãi luôn. Nhưng mà tuy nhiên cho thấy trong mối quan hệ này có vẻ như họ độc quyền, độc tôn quá. Nhưng mà cái này không phải tiêu cực các bạn. Bởi vì trong gia đình cần có một người trụ cột, thì cái người này mang năng lượng trụ cột rất là nhiều nam tính. Cái người có khả năng quyết đoán đưa ra quyết định chính xác nhất, cho dù họ là nam hoặc là nữ. Và lá bài cuối cùng, lá bài sẽ đại diện cho kết quả nên buông bỏ hay chờ đợi. Ở đây chúng ta có lá bài công lý. Khi lá bài này xuất hiện, nó mong muốn các bạn phải có cái sự thật và sự hòa hợp. Các bạn phải hiểu được tất cả mọi thứ sẽ diễn biến rất là tích cực đối với các bạn. Bạn phải chịu
học cách biết trách nhiệm của mình trong quá khứ như thế nào. Không nên đổ lỗi cho bất kỳ ai trong mối quan hệ này. Hãy chấp nhận mọi phán xét từ những người xung quanh. Tức là mình phải nhìn thấy cái sai của mình để mình sửa đổi. Và cũng phải công nhận cái đúng của người ta. Chứ không phải mình đổ lỗi cho người khác. Ở đây là cần sự suy xét về hai mặt, tốt và xấu. Mặt được, mặt không được. Mình phải có khách quan nhất. Chứ mình đừng có vì cái ích kỷ của mình. Mình nhìn nhắm vô cái xấu của người ta không à. Cái mình thấy người ta xấu, trong khi người ta làm 10 điều tốt cho mình. Ta làm có một điều xấu, cái bạn chăm chăm vào cái xấu đó. Còn bạn đánh giá cái người này là người không tốt. Cái này là thực sự không công bằng cho cái người đó. Thông điệp của lá bài là bạn hãy công bằng với tất cả mọi người. Và bạn sẽ sớm nhận thấy sự thiếu thành thật của chính bạn đối với bản thân của bạn và những người khác. Đây là cách mà các bạn phải nhìn ra cái thực tế và không dựa vào ý kiến ích kỷ của cá nhân. Và thông điệp của lá bài hy vọng là các bạn phải thực sự công bằng, nhận thức rõ những cái gì chi phối các bạn để mình thấy một cái tổng quan nhất, chứ không dựa trên ý kiến cá nhân mà đưa ra phán quyết. Cái thời điểm này mình phải tìm giải pháp giải quyết cái vấn đề trong cuộc sống của bản thân. Hãy nhìn vào hai mặt của vấn đề, chứ đừng bao giờ đưa ra quyết định bởi sự cảm xúc nóng giận của mình. Liệu bạn có vượt qua được cái sự phán xét, liệu bạn có quá cố chấp khi ra quyết định đối với người này hay không? Đây là một cái sự phân xử, quyết định đúng đắn dựa trên sự phán xét công bằng thực sự mà vũ trụ muốn các bạn phải thực hiện. Bây giờ mình là mình liêm chính nội tâm với các bạn, bởi vì sự công bằng, sự thật lúc nào cũng sẽ thắng thế. Bạn cần phải có trách nhiệm với những cái hành động và quyết định của chính bạn. Bạn phải nhìn thấy được cái sai của mình trong mối quan hệ và cũng nhìn được thấy cái tốt của người ta trong mối quan hệ, chứ không phải lúc nào cũng nhìn thấy cái sai của họ không. Và kết quả cho cái việc bạn buông bỏ thì cái lá bài mười gậy là nó kêu bạn phải bỏ ở đó. Nhưng mà cái lá bài Just Tại Công Lý này nó nói là có thể. Tuy nhiên cái này là câu trả lời, nó thuộc về không rất là nhiều. Là các bạn không nên buông bỏ. Tại vì đây là một cái năng lượng nó không có ủng hộ bạn qua cái việc này. Nó cần bạn hãy nhìn thấy cái sự thật của mối quan hệ. Hãy liêm chính nội tâm của mình. Coi thật sự ai lỗi trong đây. Chứ không phải là họ lỗi đâu nha các bạn. Nhưng mà hai lá bài này kết hợp với nhau thì các bạn yên tâm đi. Dù có chờ đợi hay buông bỏ thì cuối cùng cái sự công bằng và bình đẳng cũng sẽ được diễn ra. Các giải pháp này sẽ có lợi là khả thi. Và bạn có thể là bạn và họ đều thấy được cái giải quyết này hết. Giải quyết gánh nặng này sẽ trở nên rất là dễ dàng. Bởi vì khi mà các bạn chủ động tìm ra giải pháp cho mối quan hệ của các bạn á, là cần phải đối mặt với sự thật để dẫn biết là mình phải tìm hiểu đến để hiểu nhau, để mình phải công bằng cho bạn và cho họ luôn. Hãy chủ động giải quyết tình huống đi các bạn. Hãy luôn nhớ rằng phải tìm giải pháp mà hai bên cùng có lợi á. Hãy giải bài cảm xúc ra, bởi vì cái người đó không phải là người có cảm xúc. Điều quan trọng là cần nhớ là các bạn phải cùng nhau đối mặt với thử thách, với tư cách là một cá nhân, để cùng nhau vượt qua cái trở ngại này để tiến tới một quan hệ thực sự. Nếu như các bạn không có mối quan hệ mà kết hợp như vậy thì mình nghĩ mình ngừng là đúng rồi. Quan trọng là cần đối tác phối hợp với nhau nhịp nhàng. Còn nói về sự kết hợp của lá bài công lý với lá bài vua Emperor này thì ông vua rất năng lượng, rất muốn quay trở lại với các bạn. Ông có luôn á. Nhưng mà lá bài công lý nó nói là có lẽ, thì ở đây cái phần có nên chờ đợi là tới 75% lận nha các bạn. Cái vấn đề diễn ra ở đây là gì? Tức là cái khoảnh khắc mà để các bạn muốn kết nối lại với nhau á, là các bạn thực sự mong muốn là mình đưa ra quyết định kết hợp với nhau, khuyến khích chúng ta phải nhìn xa hơn bản thân mình, cân nhắc những gì tốt đẹp nhất cho cả hai, biết lắng nghe họ, bởi vì cái sự quan tâm chăm sóc lẫn nhau để hiểu nhau hơn á, nó cần phải được khai thác. Cảm xúc phải nói ra thực sự, cái sự công bằng về sự thật sẽ được diễn ra là điều cần thiết. Và các bạn phải xem xét lại cái khía cạnh trước khi bạn kết luận là chờ đợi hay buông bỏ. Phải lưu tâm đến cái sự lựa chọn các bạn sẽ ảnh hưởng đến người khác như thế nào. Và mong là các bạn sẽ có thể phục vụ hiệu quả hơn cho tình cảm chung của cả hai, chứ không phải là tập trung vào mong muốn của bản thân của mình.
đây là lá điều mà lá bài thông điệp muốn gửi các bạn. Và mình xin kết thúc trải bài ngày hôm nay tại đây. Xin chào và hẹn gặp các bạn trong những trải bài lần sau. Và trải bài kế tiếp sẽ là thông điệp của vũ trụ Oracle muốn gửi tới các bạn thông qua trải bài là các bạn nên buông bỏ hay chờ đợi. Thì mình sẽ gửi các bạn sau cái trải bài này ha. Và các bạn nhớ canh đón xem ha. Mong là các bạn sẽ ủng hộ thêm cái video đó. Bây giờ mình sẽ ngừng tại đây ha. Xin chào các bạn. Và xin gửi niềm lành cho tất cả. Mong cho những ước nguyện nằm sâu trong trái tim của bạn và tôi thành hiện thực. Mong cho những đau buồn, tổn thương và sợ hãi của chúng ta được chữa lành. Mong cho trái tim ta biết yêu thương và bao dung gửi đến mọi người, mọi vật. Mong cho mọi người có sức khỏe tốt và tinh thần khỏe mạnh. Mong cho ta và người sống an vui và hạnh phúc. Mong cho tất cả có cuộc sống gia đình đủ đầy và viên mãn. Mong cho chúng ta nhận ra sự tôn quý ở mình và biết phát triển bản thân. Mong cho bạn và tôi biết buông dừng thôi chức khi cần thiết. Mong cho chúng ta luôn có tâm thái đón nhận chuyện gì đến sẽ đến và biết lựa chọn điều như ý cho mình. Xin thành kính gửi thông điệp này đến vũ trụ với tấm lòng trân trọng và biết ơn vô cùng. Sadhu, sadhu, sadhu.